trường trung học cơ sở Tân Quang. Được dự xét tốt nghiệp là 100 bài, thi giáo viên dự giỏi cấp trường 7 giáo viên đạt 7 giải, có 2 giáo viên dự giỏi cấp tỉnh 1 giải nhì. Có nổi bật là đồng chí Trần Văn Thân, cô đoàn vũ trang đạt 1 giải nhì cầu lông cấp trường, những người sở chụp tè trung một tè tè là những người chụp mà đúng thường luôn nhẹ về đi mà đó nào ba bốn giải rồi không cao tham gia đặc biệt là ban chủ tịch hội và các cục hội trưởng. Từ thực tế đến đây, nhà trường căn cứ giữ lâu ấy. Năm nào đưa dòng bỏ qua mức làm cơ bản cho ngay bài khó. Trước những bài có nguyên tắc chung, coi những bài đó mới là thông minh. Thường từ những sinh tự tìm tòi đọc các tài liệu có bồi dưỡng hệ sinh dự thi liên hệ trị thông tin về thuận lợi và khó khăn thuận lợi. Tâm lý chỉ tiêu gương kiến thức cốt lõi. Rất là phù hợp trên cơ sở khoa học, tức là nếu được phát triển thì các phần trăm đó là ủng hộ chúng tôi. Còn về mặt cái